Anh ơi, cho em thanh toán ạ. Của bạn là 30.000. Cho em gửi. Cảm ơn. Này cậu ơi, cậu mua gì đấy? Này, này cậu kia. Không có chuyện gì đâu. Anh ơi, lúc nãy em có mua đồ ở đây. Anh chị có thấy cái ví em làm rơi không ạ? Tôi có nhận được một cái ví. Nhưng tôi không biết đây có phải là ví của cậu không. Đúng là của em rồi anh ạ. Em nói thật với anh chứ, bên trong ví toàn tiền phẫu thuật với cả tiền viện phí của mẹ em thôi. Nếu như bây giờ em làm mất số tiền này thì chắc có lẽ em không còn mẹ nữa đâu ạ. Cậu nói như thế tôi biết thế. Bây giờ cậu hãy khẳng định cho tôi đây là ví của cậu bằng cách cậu nói cho tôi biết trong này có những cái gì. Anh ơi, ở trong ví có một bằng lái xe, một thẻ sinh viên mang tên Vũ Trọng Minh ạ, với cả số tiền phẫu thuật của mẹ em nữa. Thế thì đúng là ví của cậu rồi. Cậu kiểm tra lại xem trong ví có mất gì không. Anh ơi, anh cho em xin số điện thoại được không ạ? Cậu đọc số cậu đi, tôi nhảy sang. Dạ, số của em là... Em cảm ơn anh, cảm ơn cô. Ôi sao, đi luôn một tháng tiền lương. Hôm nay làm chuyện đấy, việc của cô à? Mà tôi cũng không nợ lương cô tháng nào đâu mà phải lo. Em chỉ nói thế thôi, chứ anh cứ làm mấy việc không đâu, kẻo tiền mất tật mang đấy. Cảm ơn anh, số tiền này tôi đi vay mượn khắp nơi mới có được, đều là tiền lẻ. Nhưng tiền anh cho tôi là tiền chẵn, nhưng tôi không thể không lấy. Nếu không có số tiền này, có thể tôi sẽ không còn mẹ nữa. Số tiền này nhất định tôi sẽ trả lại cho anh. Cảm ơn anh, ân nhân.